kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Sáng ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng chồng là Chu Lập Cơ và 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan, gọi tắt là vụ án Vạn Thịnh Phát. Lúc 8 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bố khai mạc phiên tòa, công bố hội đồng xét xử. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan, gọi tắt là vụ án Vạn Thịnh Phát. 8 giờ 50 phút, chủ tọa đã đọc xong quyết định xét xử. Phiên tòa bắt đầu phần kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng. Chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo Lan cho biết tinh thần ổn định. Trước đó, lúc 7 giờ 35 phút, các luật sư bắt đầu làm thủ tục vào bên trong tòa án. Trong khi đó, các bị cáo tại ngoại sẽ được làm thủ tục vào sau. Bên cạnh đó, khu vực Tòa án Nhân dân TP.HCM đã được thắt chặt an ninh, trật tự an toàn giao thông. Trên các tuyến đường xung quanh tòa án như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng, nhiều lực lượng bảo đảm an ninh có mặt tại các tuyến đường xung quanh tòa án gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an địa phương, các phóng viên khi đến đưa tin phải tuân theo quy định tác nghiệp khá nghiêm ngặt để đảm bảo phiên tòa diễn ra an toàn tuyệt đối. 86 bị cáo trong vụ án bị khởi tố bởi các tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, đưa hối lộ. Cơ quan chức năng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại số tiền hơn 129.000 tỷ đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt. Dự kiến, phiên tòa kết thúc vào ngày 29 tháng 4, chủ tọa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP.HCM. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố. Vụ án Vạn Thịnh Phát trở thành một trong những vụ án nhận được nhiều sự chú ý của dư luận với những con số khủng có trong đại án này. Theo đó, số lượng bị cáo trong vụ án lên đến con số 86 bị cáo. Các bị cáo này bị xét xử với 7 tội danh. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. 45 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị truy tố về các tội tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Đáng chú ý, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát sẽ được xét xử trong vòng 50 ngày. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm những cá nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Xin bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, gồm luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Phan Minh Hoàng, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư Trương Thanh Đức. Liên quan vụ án này, cơ quan chức năng xác định có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục. Tòa án đã bố trí một phòng riêng có lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát để đựng hồ sơ. Tại khu vực xét xử vụ án, tòa án còn bố trí tủ đựng hồ sơ phục vụ phiên xử. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cáo buộc, từ khi ngân hàng SCB sát nhập vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào các mục đích của Lan. Trong đó, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền, chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Đến nay, các khoản vay này còn nợ hơn 545.039 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Về tội tham ô tài sản đối với bị can Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra cáo buộc về bản chất việc đưa tài sản bảo đảm vào SCB chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội
còn nhiều tài sản bảo đảm không có giá trị pháp lý, không đủ điều kiện để làm tài sản thế chấp nhưng vẫn được định giá, nâng khống giá trị đưa vào thế chấp tại ngân hàng SCB làm phương án vay. Trong đó, 684 trên 1.284 khoản vay chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Nhiều khoản vay được giải ngân trước rồi mới hợp thức hồ sơ vay và tài sản đảm bảo. 201 trên 1.284 khoản chưa có phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền. Các bị can tại ngân hàng SCB đều đã khai nhận, chỉ ký thủ tục hợp thức, không thực hiện thẩm định đánh giá khoản vay theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng SCB về việc cho vay. Do vậy, có đủ căn cứ xác định toàn bộ số tiền gốc mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập hồ sơ vay vốn hợp thức để rút ra khỏi ngân hàng SCB, đến nay còn dư nợ không trả được là số tiền mà cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Do có khoản vay được đảm bảo hơn 111.570 tỷ đồng, nên cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi tham ô tài sản của Lan còn gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng, là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên. Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố Chủ tịch Tập đoàn này Trương Mỹ Lan và 85 bị can với các tội danh khác nhau. Trong đó, 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thu phục bị truy tố nhiều tội danh khác nhau như đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan tố tụng, sau khi sở hữu, nắm quyền chi phối hơn 91% cổ phần SCB, bị can Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín. Những người này đều có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Theo đó, họ được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt tại SCB, nhận mức lương cao từ 200 triệu đến 500 triệu đồng một tháng. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ. Trong số này, bị can Trần Thị Mỹ Dung trước khi làm phó tổng giám đốc SCB đã trải qua nhiều vị trí tại nhà băng này. Sau khi làm phó tổng giám đốc, đã thường xuyên chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ khống để giải ngân tiền cho bà Lan sử dụng cá nhân. Nữ bị can này biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan đều đứng tên công ty ma và rút tiền ra trước, hoàn thiện hồ sơ sau, không thẩm định khách hàng, tài sản nhưng vẫn giúp sức tích cực cho nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Năm 2021, Dung được bị can Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB khoảng 3 tỷ đồng. Với việc giúp sức tích cực trên, Trần Thị Mỹ Dung bị truy tố tội, tham ô tài sản, giữ vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Trần Thị Mỹ Dung liên đới chiếm đoạt hơn 200.690 tỷ đồng, cùng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 69.000 tỷ đồng. Tương tự, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, cũng bị cáo buộc đã biết rõ các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân rồi rút tiền của SCB. Trong quá trình rút tiền, theo chỉ đạo của bị can Lan, các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu của SCB. Trong quá trình làm việc tại SCB, ngoài tiền lương, lễ Tết, bị can Dũng còn được bị can Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB khoảng 5 tỷ đồng. Với các hành vi trên, bị can Bùi Anh Dũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB tổng số hơn 200.000 tỷ đồng. Bên cạnh hai bị can nêu trên, Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB, bị cáo buộc từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022 với các vai trò là phó giám đốc khối tái thẩm định, phó tổng giám đốc SCB, Bùi Nhân đã ký, phê duyệt nhiều hợp thức hồ sơ khống để giải ngân tiền cho bà Lan sử dụng cá nhân. Bị can Bùi Nhân thừa nhận các khoản vay của nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát mà bị can tham gia các thủ tục liên quan đều được tạo lập khống, giải ngân trước, hợp thức hồ sơ sau, không đúng với quy trình cho vay thông thường và quy định pháp luật nhằm rút tiền ra khỏi SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, quá trình làm việc tại SCB, bên cạnh các khoản lương, phụ cấp, Bùi Nhân còn được Trương Mỹ Lan thưởng 1 triệu cổ phần của ngân hàng này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.